Net of Viper là một bộ phim chính kịch Ý năm 1978 do Tonio Sevi đạo diễn. Tựa tiếng Ý có nghĩa là mặt tối của chủ nghĩa tư sản, trong khi tựa tiếng Anh là ổ rắn lục. Cả hai tựa đề đều thực sự khá thích hợp, dựa trên truyện ngắn Cô giáo dạy piano năm 1949 của Roger Fraser Fitter và lấy bối cảnh ở Venice dưới thời chủ nghĩa phát xít. Ở Venice vào những năm 1930, Mattia, một thanh niên có xuất thân khiêm tốn, đến để nhận học bổng piano tại nhạc viện. Anh kết bạn với một học sinh khác, Renato, và người mẹ góa bụa hoạt bát Cala của anh ta, những người đang thiếu tiền và sống sót bằng cách dạy đàn piano. Mattia và Clara bắt đầu một mối tình say đắm trong bí mật. Tuy nhiên, Renato, người gần gũi với mẹ anh ta một cách không lành mạnh, bị nghi ngờ và Mattia đột ngột phá vỡ điều đó. Cala vô cùng đau lòng trước sự phản bội này và nuôi dưỡng khát vọng trả thù. Kế hoạch của cô dành cho Renato là gả anh cho một trong những học trò của cô, Elena, con gái một gia đình giàu có, và cô sắp xếp một bữa tiệc tối cho Elena và anh trai cô. Renato cũng mời Mattia tham dự. Kết quả là Elena và Mattia ngay lập tức bị thu hút bởi nhau. Mattia quay trở lại cùng Elena và anh trai của cô ấy đến lâu đài mà họ đang sống khi một cơn bão dữ dội nổ ra. Được mời lại qua đêm trong một căn phòng trống và cho mượn một bộ đồ ngủ, anh ta và Elena có thể bắt đầu một mối quan hệ thể xác bí mật. Được gia đình chấp nhận, không lâu sau hai người đã đính hôn. Để trả thù, Cala gửi một bức thư nặc danh cho cha mẹ của Elena, nhưng Mattia nhận ra chữ viết cô, và kết quả là họ cấm cô không cho Elena học thêm. Cala cầu xin Elena đến căn hộ của cô ấy để giải thích, và khi cô ấy trở mặt, quyến rũ cô ấy. Sau đó, khi Elena đang nằm hạnh phúc trên giường, Cala tàn bạo nói rằng quan hệ tình dục chỉ để làm mất uy tín của cô và sẽ được công khai trừ khi hôn ước bị phá hủy. Kinh hoàng, Elena tấn công cô cho đến khi cô chết. Cảnh sát nghi ngờ Mattia, người không có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, cho đến khi Elena cứu anh ta bằng cách tuyên bố rằng cô đã ở trong phòng với anh ta vào thời điểm giết người. Cha cô cũng giúp đỡ bằng cách nói rằng ông sẽ tìm một công việc tốt cho con trai của ủy viên cảnh sát nếu lời thú nhận của Elena được giữ im lặng. Vì vậy, Mattia phải kết hôn với một kẻ khai man và một kẻ giết người. Và khi họ bước ra khỏi nhà thờ, một chiếc thuyền gondola đi ngang qua và mang theo một chiếc quan tài. Bộ phim này rất dễ nhìn, được sản xuất cực kỳ tốt với thiết kế sản xuất, bối cảnh, trang phục, quay phim và nhạc gốc hấp dẫn. Tất cả đều rất đáng gờm. Đây là một trong những bộ phim nằm ở đâu đó giữa nghệ thuật và khai thác, vì vậy nó không được phát hành quốc tế. Tuy nhiên, nó được làm tốt hơn hầu hết các bộ phim khai thác của Ý cùng thời và thú vị hơn rất nhiều so với hầu hết các bộ phim nghệ thuật của Ý. Sức mạnh chính của bộ phim, tất nhiên, đến từ hai người phụ nữ, Senta Berger và Ornella Muti, mà nhân vật nữ chính không may mắn, không thực sự có cơ hội. Đây là hai trong số những phụ nữ lộng lẫy nhất thế giới vào thời điểm đó, và cả hai đều có những cảnh khỏa thân đẹp mắt, đặc biệt là Muti. Hai nữ diễn viên cũng có một cảnh đồng tính nữ giữa các thế hệ nóng bỏng. Điều này hơi vô cớ và không đáng tin lắm. Nữ diễn viên quyến rũ người Pháp của thập niên 60, Capucine, cũng khá giỏi trong vai mẹ của Muti, và nam diễn viên điển trai người Ý, Chitian Borromeo, là người có màn trình diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của anh ấy. Bối cảnh của chủ nghĩa phát xít có thể là ngẫu nhiên, nhưng Sevi đã tiến hành một số bước đi chống lại các yếu tố khai thác giới tính trong câu chuyện của mình, về một giai cấp tư sản đầy đam mê và ghen tuông, giữ mọi thứ ở mặt phải của sự thú vị, cho đến đỉnh điểm kiểu Chabon là giết người tàn bạo và đồng lõa trong vỏ bọc của nó. Thật không may là kịch bản quá phức tạp và rườm rà. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.